Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bần trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân mang. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang, đã từ hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức cùng chư tôn đức đã quan tâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì danh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tâm Má được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tâm Má. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn để chúng con được học câu pháp cú 321. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên xin lễ Đức Phật Cha. Xin chào Sích Nhật Quỳnh, Sích Kim Nhung, Sích Nhật, Sích Hạnh Dung, Sích Vĩnh Mộng, Sích Mê Ta, Sích Duyên, Sích Thiện Vũ, Huynh Giang Nhất Hà, Sích Hà, Sích Kim, đạo hữu các hữu là đạo hữu Tâm Hạnh và Sích Thi Lâm, Sích Trần Thư, Sích Chức Lá Mùa Xuân. Alo, quý vị nghe rõ? Dạ, xà thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật môn 321. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanataya Sawandami Utho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichetako Loka Sasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Tăng Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu. Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sinh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tôi Thường Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin lãnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tá sa sa thu nô lô ca nô man thá sa vi nà ca rô khô sa pa nhu bú thập bất đi phù tí sa nhu bồ văn đà ma hành tầng nở ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quy như ánh vàng như lai soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh để dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân dân cúng dường. Sân khô quý số thô su ca ta sa sa quá cô sít kha su ca mô quá ra thòng ma sít kha cô niên đà vá sân sa ri a na đá rô quá rô quanh đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần tăng bảo xin vân Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa liệu thế pháp, phàm dân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanataya-te-che-na-sikha-me-e-tu-va-tha-nang-ta-sa-vi-a-nu-pa-we-na-sa-ha-sa-ye-na-sa-cha-tu. Cầu xin tâm bảo uy linh,
cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hayya. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Alo. Câu Phật ngôn 321 chúng ta xin đọc trước để quý vị nhận diện được mặt chữ. À rồi, quý vị lên phân tích trường âm, đoán âm ha. Đành tăng na danh ti sa mi tình, đành tăng ra cha phi ru ha ti. Câu 1, câu 2. Đành tăng na danh ti sa mi tình, đành tăng ra cha phi ru ha ti. Lần thứ 3. Đành tăng na danh ti sa mi tình, đành tăng ra cha phi ru ha ti. À, bây giờ đến câu 3, câu 4 ha. Đành tô sê thô manusê sư yô ti quạc yô ti quạc văn ti tích kha ti. Đành tô sê thô manusê sư yô ti quạc văn ti tích kha ti. Đành tô sê thô manusê sư yô ti quạc văn ti tích kha ti. Bây giờ chúng tôi ôn lại câu Phật ngôn 321. Đành tăng na danh ti sa mi tình, đành tăng ra cha phi ru ha ti. Đành tô sê thô manusê su yô ti quắc văn ti tích kha ti. Đành tăng na danh ti sa mi tình, đành tăng ra cha phi ru ha ti. Đành tô sê thô manusê su yô ti quắc văn ti tích kha ti. Đành tăng na danh ti sa mi tình, đành tăng ra cha phi ru ha ti. Đành tô sê thô manusê sê su yô ti quắc văn ti tích kha ti. Alo, quý vị nghe rõ ha? À, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên vừa đến với Pháp hội. À, âm thanh như vậy mà có người nói nghe thì thầm ha? Nhỏ quá ha? Rồi, bây giờ thử âm thanh coi quý vị có được tốt hay không. Trước tiên phân tích trường âm, đoạn âm, xin mời cô Sít Kim nhé. À, mời Sít đã coi cái giọng có thì thầm hay không. 321, phân tích trường âm và đoạn âm. Alo, có ngay thì đưa tay, có ngay không chịu đưa tay hả? Rồi, có như vậy mới có ngay chứ. Rồi, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Nghe nhỏ thiệt cái sư, nghe không có nhỏ, nghe không giống như cái gì đó, cái Huynh Văn Nhất Hà đó, giọng lớn lắm. Sư nghe nhỏ quá sư, giống như là sư dặn mi rung, sư dặn lớn lớn một chút đi sư. Ừ, quý vị có nghe tôi rõ không vậy hả? Có nghe lớn không ạ? Sao tôi nghe sư nói nhỏ 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 lắm, hay là già lỗ tai điếc rồi đó. À, chết chắc rồi. Quá rõ thì chưa. Bây giờ con xin đọc và phân tích kinh Pháp Cú câu 321. Đăng tăng na văn ti sa mi tình, đăng tăng ra cha phi ru ha ti. Đăng là trường âm ngắn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, văn là trường âm nhắn, tí xá mí là ba đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, đăng tăng ra cha phi ru há tí, đăng là trường âm nhắn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Raja là hai trường âm thông thường, khí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm. Đằng tăng na dần tí xa mi tình, đằng tăng ra cha phí ru há tí. Dạ, tới phần 2 cũng. Đằng tô xét thô ma nút xề xú, dồ tí quắc dần tí tích khá tí. Đăng là trường âm nhắn, tô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhắn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhắn, xê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Đăng tô ở đây câu số 4, câu cúng cuội. Vô tí quắc dần tí tích khá tí, vô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quắc là trường âm nhắn, dần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm. Tích là trường âm nhắn, khá tí là hai đoạn âm. Đăng tô xét thô ma nút xê xú vô tí quắc dần tí tích khá tí. Dạ, đọc nguyên câu luôn, từ 1 đến 4. Đăng tăng na dần tí xa mít tình, đăng tăng ra cha phí rù há tí. Đăng tô xét thô ma nút xê xú vô tí quắc dần tí tích khá tí. Trời ơi trời. Voi luyện đưa dữ hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Trời ơi chàng ơi, không thấy ổng cho mình cái bông à, cho rồi trời, bà cái Phật. Còn cảm ơn sư nha, tức là không có bị càm ràm cằn nhằn cử nhửi hả? Còn con thấy cái bài trước giống như voi giữa chiến trường. À, chịu đựng mọi phỉ báng, con thấy cũng tủi thân cho con giống như là con như nhân voi chữa đạo tràng, chịu đựng mọi càm ràm cằn nhằn cử nhửi của sư Chí Đức. À, chắc thế nào ông cũng dũa mà. Dạ thôi, con xin sám hối, con xin trả máy là. À, xà thủ xì kìm, phân tích thì chính xác như vậy là đủ rồi, còn cái gì nữa mà phụ diễn vô trong đó tùm lum tà la hả? Lên phân tích thì lên phân tích đi, chuyện này chuyện kia làm gì mệt quá vậy. Rồi xin mời Sister Man. Alo, câu 321. À, phân tích về trường âm và đoạn âm, xin mời. Dạ, con trước tiên con kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Dạ, cho con xin phân tích câu pháp 321. Đăng tăng na dần ti sa mi tình, đằng tăng ra cha phi ru há tí. Đằng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng âm, ná là đoạn âm, dăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá là đoạn âm, mí là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra là trường âm thông thường, dạ cha là ra cha là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm, đằng tăng ná dần tí sa mi tình, đằng tăng ra cha phí ru há tí. À, đây là câu 3 và câu 4. Đằng tô xét thô ma nút xê su dô tí quắc dần tí tít khá tí. Đăng là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xếp là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, dần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tít là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Đăng tô xét thô ma nút xê su dù tí quắc dần tí tít khá tí.
đằng tăng na dần tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rù hát tí đằng tô xét thô manu xê su dù tí quắc dần tí tít khát tí. Dạ, cho con hỏi đạo tràng có nghe tiếng của con không? Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Dạ. Sa thủ Thích The Man, âm thanh rất là rõ ràng, phân tích rất là chính xác. Ở trong đạo tràng này chỉ có một mình Thích Kim là kiếm chuyện hả? Âm thanh người ta rõ ràng, đâu có đức quảng đâu mà sao cứ chát lên làm phân tâm hả? Nghe rõ chính xác. Sa thủ Thích The Man. Rồi bây giờ mời Thích Kim Dung. Xin Hạnh Dung chuẩn bị ha. Rồi mời Xin Kim Dung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 321. Chị ơi, chị cho em xin bài. Dạ, cảm ơn chị Như Quang. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi rô hát ti. Đàn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí, xá, mí là ba đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha là hai trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há, tí là hai đoạn. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi ru hát ti. Đàn tô xét tô, manu xê su yô ti quắc dàng ti tích khát ti. Đàn là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Đàn tô xét thô manu xê su dô tí quắc dăng tí tích khát tí. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đàn ra cha phi ru ha ti, đàn tô xét thô manu xê su yô ti quắc dàn ti tích khát ti. Dạ, con đã phân tích và đọc xong ạ. Con xin xuống mic. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã nghe. Sa thủ Thích Kim Dung, rất là chuẩn, không có chỗ nào sai sót. Xin mời Thích Hạnh Dung, rồi Huỳnh Giang Nhất Hà chuẩn bị ha. Thích Hạnh Dung có chốt máy không ạ? Rồi xin mời. Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đánh lễ Ngài Tri Đức, kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được phân tích câu Phật ngôn số 321 và cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đền tăng ra cha phi ru ha ti, đền tô xét tô manut se su yô ti quát dằng ti tích khá tí. Đền tăng na dàn ti sa mi tình,
Dạ, đen là trường trường âm đọc nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá mí là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đen tăng ra cha phi ru há tí. Dạ, đen là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm. Đen tô xét tô ma nút xê su dô tí gia dô tí quát dăng tí tích khá tí. Đen là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quét là trường âm nhấn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tí tích khá tí, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Đen tô na dăng tí sa mi tình, đen tô ra cha phi ru ha tí, đen tô xét tô ma nút xê su dô tí quát dăng tí tích khá tí. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ nếu có sai xin ngài sửa cho con. Con xin xuống mic ạ. Sa thú, sa thú. Âm thanh của Thích Hạnh Dung rất là rõ ràng. Và chỉ có một cái từ đọc nghe hơi hơi bị hiểu hiểu lầm. Là chữ A nghe giống như chữ E vậy. Chữ đanh tăng chứ không phải là chữ đen hả? Chữ đanh tăng ná danh tí sa mi tin đanh tăng ra cha phi ru ha tí đanh tô. À có ba chữ ha. Đanh tăng hai chữ. Rồi đanh tô chữ đanh ha chứ không phải chữ đen ha. Rồi thì cái Kim Ngân cũng nghe rõ. À, chỉ cần chỉnh lại chỗ đó là sẽ hình dung chính xác. À, sau Huynh Giang Nhất Hà là Sĩ Chuyên 319 ha. Xin mời Huynh Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin đảnh lễ Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô, tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu phân tích câu Kinh Pháp Cú 321. Dạ. Đành tăng na dần ti sa mi tình đành tăng ra cha phi ru ha ti. Dạ câu số 1, câu số 2. Đành tăng na dần ti sa mi tình đành tăng ra cha phi ru ha ti. Đành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá mí là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha là hai trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Đành tô xét thô ma nu xê su yô tí quắc dăng tí tích khá tí. Dạ, đành là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nu là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, vô câu số 4, vô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại.
đành tăng na dần tí sa mi tình đành tăng ra cha phi ru ha ti đằng tô xét thô manu se su yô tí quắc dần tí tít khá tí. Dạ con xin xuống mic, có sai nhờ sư chỉnh dùm, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mây, Nam mô Sang Khay. Dạ con xin đảnh lễ sư chú đức. Chúc xin sám hối. Con xin đảnh lễ sư chú đức. Kính chào cô tu nữ Tề Duyên, con xin chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu 321. Đành tăng na yang tí sa mi tin đành tăng ra cha phí vô há tí bành tổ sát thổ má nữ xề xứ dồ tí quát dần tí tí khá tí. Và bành là trường âm ngắn, tăng là trường âm đọc theo giọng âm, ná là đoạn âm, dần là trường âm ngắn, tí xá là hai đoạn âm, mí đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha, ra là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tí là đoạn âm, thanh tô, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nước là trường âm nhấn, xe là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, văn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tí là đoạn âm, khá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Tăng tăng ná dăng tí xa mi tình tăng tăng ra cha phí ru há tí tăng tô sát thô ná lú xê xú dô tí quá dăng tí tí khá tí. Dạ con có sai xin sư sửa. Dạ con xin xuống đức. Nam mô Bụt Thầy ạ. À, xà thù, xin ghen đọc thì đúng. Mà phân tích á, thì cái chữ cuối cùng là sai ha. Tí tít khá tí, chữ tít này lại nói nó là đoạn âm ha. À, xin ghen chú ý lại, đọc thì chính xác, nhưng mà phân tích á, là cái chữ cuối cùng này. Tí tít khá tí, thì chữ tít này là trường âm nhấn chứ không phải là đoạn âm ha. Rồi, xà thủ Thích Kim Nhung cũng nghe rõ này ha. Rồi, bây giờ xin mời Sít Thiện Vũ và Sít Chiếc Lá Mùa Xuân chuẩn bị ha. Alo, Sít Thiện Vũ, xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 321. Đành tăng na yang ti sa mi tình đành tăng ra cha phi vu ha ti. Đành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là bản âm, yang là trường âm nhấn, tí tá mí là ba bản âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha là hai trường âm thông thường, phí là đoạn âm, vu là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm, đanh tăng na răng ti sa mi tình đanh tăng ra cha phi vu ha ti. Con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Đanh tô xét thô ma nút tê su yô ti quắc giang ti tích ha ti. Đanh là trường âm nhấn,
tô là trường âm thông thường, tét là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, yô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá, tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 321. Đành tăng na yang ti sa mi tình đành tăng ra tu ha ti đành tô xếp thô man mút xê su yô thi quắc yang ti tích ha ti. Dạ, con có sai, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 321. Con xin phân tích câu Phật ngôn 321. Đăng tăng na văn tí xá mi tình, đăng tăng ra trà phí rù hát tí. Đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, văn là trường âm nhấn. Con nói lại, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tí xá mí là ba đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha là hai trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm, đăng tăng ná dần tí xá mi tình, đăng tăng ra cha phí ru há tí. Đăng tô sách thô ma nô xê xú dô tí quá dăng tí tích khát tí. Đăng là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, sách là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, C là trường âm thường, số là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, qua là quắc là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, khá tí là hai đoạn âm, đăng tô xét thô má nốt xê xú dù tí hòa tí quắc dằn tí tích khát tì. Con xin đọc lại hai câu này. Đăng tô xét thô má nốt xê xú dù tí quắc dằn tí tích khát tì tí tích khát tí. Con xin đọc lại câu đăng tăng ná văn tí xá mi tình, đăng tăng ná văn tí xá mi tình, đăng tăng ra cha phí rù há tí, đăng tô xét thô ma nu xê su dô tí quắc văn tí tích khá tí. Dạ, con xin xuống mấy cái. Alo, 123, 123. Hôm nay xích chiếc lá mùa xuân ha. Nghe không có mùa xuân tí nào hết á. Chữ tích khá tí ha. Chữ tí đọc thành chữ ti. Tại sao vậy? Bởi vì bản thân mình là tí, là con chuột. Cho nên khi mà đọc tí thì ngại ha. Đọc ti ha. Ngộ ha.
Bây giờ Sư Triết Lam Mùa Xuân phân tích lại câu số 4. Vô tí quắc dần tí tích tha tí. À, xin mời phân tích lại câu số 4. Câu này không được tự tin. Alo, Sư Triết Lam Mùa Xuân phân tích lại câu số 4 này ha. Và sau khi phân tích xong thì Siết Hà chuẩn bị ha. Yeah, vô là trường âm thông thường, tí là trường, đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm. Vô tí quắc dân tí tích khá tí. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, rõ ràng là như vậy, nhưng mà khi nãy lại nói chữ chữ quắc là trường âm thông thường, thì bây giờ mới rõ ràng là chữ quắc là trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường ha. Rồi chú ý vào đó, lúc đầu phân tích là trường âm thông thường nhưng mà bây giờ nó là trường âm nhấn là chính xác. Rồi xin mời Siết Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Hết Trang, dạ con kính chào đạo tràng, dạ con xin trả bài. Đành tăng na dầm ti sa ni tình, đành tăng và trà phi rù ha tí. Đành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là tí, xá mí là ba đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá và trà là hai trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há tí là hai đoạn âm. Đành tằng na dần tí sa, con xin đọc lại. Đành tằng na dần tí sa mi tình, đành tằng ra trà phi ru há tí. Đành tô xét thô nu xề su dồ tí quách dần tí khít khá tí. Đanh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Đành tằng na dằng tí sa mi tình, đành tằng và trà phi rù ha tí, đành tổ xét thổ ma nu xề su dồ tí quách dằng tí khích khá tí. Dạ con có sai xin ngại sửa. Dạ con xin trả mic lại. Alo, 123, 123, Siết Hà và Siết Chiếc Lá Mùa Xuân này, âm thanh giống nhau quá hả? Giọng nói cũng giống nhau. À, không biết có phải chị em gì không mà thấy cái giọng nói giống nhau. À, phân tích vậy không có chỗ nào sai, chính xác. À, qua tất cả 9 người phân tích rồi, bây giờ trong đạo tràng, vị nào thắc mắc hoặc là vị nào muốn lên phân tích nữa thì cứ đưa tay. Alo. Câu Phật ngôn 321. À, chỉ có 4 câu ạ. À. Ngắn gọn. À, chúng ta phân tích nhìn mặt chữ để rồi cái giọng đọc của chúng ta sẽ được ổn định. À. Còn vị nào muốn lên phân tích nữa?
Chị Nhật Quỳnh ạ, xin mời. Nam Mô Bích Thà Giá, một lần nữa con thành kính đánh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và Nhật Quỳnh chào Đạo Tràng và cảm ơn Thiện Hữu, Kim Nhung, Quỳnh Giang, Nhất Hà, Chích Đào Men, Chích Hà cho Nhật Quỳnh biết được kính chào. Vinh Quang có phân tích không thì đưa bàn tay lên Nhật Quỳnh nhường. Tại hôm nay Nhật Quỳnh trốn không có được, lặn không có được, bị kéo đầu lên nên Nhật Quỳnh lên phân tích. Nếu Vinh Quang phân tích thì Nhật Quỳnh nhường ngang. Dạ, con tia ơn Ngài cho con bé nhà con phân tích. Con xin đọc và phân tích câu 321. Hôm nay con lặn không được một ngày nên con phải trỗi lên. Đàn tăng giác tạc, đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi rô ha ti. Đàn tăng, đàn tờ sát thờ manu sê su dô ti quách dàn ti tích ha ti. Dạ, cảm ơn Quang nha. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi rù ha ti. Nhà con xin phân tích câu số 1. Đàn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sa mi hai đoạn âm, tình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha là hai trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, hát tí là hai đoạn âm. Đành tăng na dàn ti sa mi tình, đành tăng ra cha phí ru hát tí. Đành tờ sách thờ manh nua xề dù ti quách dàn ti tích hát tí. Đành là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, sách là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, dơ là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm. Đàn tô sách thô manh nút xê xú dơ tí quách dàn ti tích ha ti. Con xin ôn lại bốn câu. Cô Tự Duyên có cầm mít không cô, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh mời cô nha. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi rù ha ti. Đàn tờ sạch thơ manu sê su dơ ti quách dàn ti tích ha ti. Dạ con đã phân tích xong, con cũng đọc xong, con có sai Ngài chỉ dạy con sửa. Dạ cô Tự Duyên ơi, có cầm mic được không cô? Có thì Nhật Quỳnh mời cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào Đạo Tràng. Dạ con xin phân tích câu pháp cú số 321. Đằng tăng ná dàn tí sâm bi tình, đằng tăng ra cha phi ru hát tí. Đăng là trường âm nhấn, tăng là âm đọc giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, dăng là trường âm nhấn, tí xá mí ba đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha là hai trường âm thông thường. Phí là đoạn âm. Ru là trường âm thông thường. Há tí hai đoạn âm. Đằng tăng na dàn tí sa mi tình, đằng tăng ra cha phi ru há tí. Đoạn số 3 và số 4. Đằng tô xếp thô mánh nốt xê su dô tí quắc dằn tí tích há tí. Đăng là trường âm nhấn,
Tô là trường âm thông thường, Sét là trường âm nhấn, Thô là trường âm thông thường, Má là đoạn âm, Nút là trường âm nhấn, Xê là trường âm thông thường, Xú là đoạn âm, Dô là trường âm thông thường, Tí là đoạn âm, Quắc là trường âm nhấn, Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Tí là đoạn âm, Tích là trường âm nhấn, Khác tí là đoạn âm. Đành tô xét thô mánh nốt xê xú vô tí quắc văn tích tích khác tí. Dạ con xin đọc liên tục. Đăng tăng na dàn ti sa mi tình đăng tăng ra cha phi phù hát ti đăng tô xét thô mánh nút xê xô ti quắc văn tích tích khát tí. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Sa thú, quý vị rất là tuyệt vời, không có chỗ nào sai sót. Bây giờ để cho cái không khí bên phấn khởi, chúng ta đọc rồi sẽ đi vào ý nghĩa từ vựng sau ha. Tức là bây giờ khi mà phân tích xong thì bây giờ chúng ta đọc liền một lần. Câu Phật ngôn 321 này, đặc biệt câu Phật ngôn này á, cái câu số 2, chữ cuối cùng đó là đoạn âm. Chính vì vậy cái giọng đọc của chúng ta đối với câu Phật ngôn này rất khó. Chúng ta có thể qua chữ đanh rồi chúng ta nghĩ, chứ không được nghĩ tại chữ tí. Nếu mà hơi sức của quý vị ngắn á, thì qua chữ đanh tô. Hai chữ này muốn nghĩ chữ nào cũng được, nhưng mà đừng có nghĩ chữ tí ha. Bởi vì cái chữ này á, khi mà quý vị nghĩ ở đó thì nghe nó không được ổn. Bây giờ chúng tôi xin đọc trước ha. Đành tăng na dành tí sa mi tình đành tăng ra cha phi rù ha tí đành tô xét thô ma nu xê su yô tí quắc dần tí tích kha tí. Đành tăng na dành tí sa mi tình đành tăng ra cha phi rù ha tí đành tô xét thô ma nu xê su yô tí quắc dần tí tích kha tí. Đành tăng na dành tí sa mi tình đành tăng ra cha phi rù ha tí đành. Quý vị nếu mà hết hơi thì nghĩ chỗ này. Ra cha phi rù ha tí đành tô xê thô ma nu xê su yô tí quắc dần tí tích kha tí. Như vậy có hai cách đọc ha. Chúng ta đọc cho nó trôi chảy đi, rồi khi đó chúng ta mới tìm hiểu ý nghĩa của tự vựng ha. Rồi bây giờ xin mời quý vị phân tích rất là chính xác, còn cái giọng đọc của quý vị thì sao? Giữa cái đoạn âm và trường âm, quý vị phải nhận định là chúng ta dừng lại trường âm chứ không nên dừng lại nơi đoạn âm ha. Cố gắng. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Không cần biết ý nghĩa của câu này như thế nào, nhưng mà trên cái Pali này quý vị phải đọc cho nó ổn định. Chỉ cần đọc Pali thôi, còn cái vấn đề ý nghĩa thì tính sau. Khi nào phân tích từ vựng thì chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của từng từ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo, ai là người xung phong trước? Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin chịu đấm ăn xôi nhào trước. Sư con đọc kinh đọc kệ luôn hay sư? Hồi con hỏi đọc kệ nghe sư.
Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 321. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rô ha tí đằng tô sách thô ma núc xề xú dô tí quắc ca dằng tí tích ca tí. Trời ơi, đọc một hơi luôn, để hơi thở ra, hay thiệt nha. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rô ha tí đằng tô sách thô ma núc xề xú dô tí quắc ca dằng tí tích ca tí. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rô ha tí đằng tô sách thô ma núc xề xú dô tí quắc dằng tí tích ca dằng tí tích ca tí. Chết chắc. Đọc lại. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rô ha tí đằng tô sách thô ma núc xề xú dô tí quắc dằng tí tích ca tí. Đằng tăng na dăng ti sa mi tình đằng tăng ra già phi ru ha ti đằng tô sẽ thô ma núc xê xô vô ti quắc căng ti tích kha ti đằng tăng na dăng ti sa mi tình đằng tăng ra già phi ru ha ti đằng tô sẽ thô ma núc xê xô vô ti quắc dằng ti tích kha ti. Đọc bốn câu bốn hai lần, đầu sai lần cuối đúng, thì hết hơi rồi thì nó mới vậy đó, rồi thì mới sửa đọc lại đó, thấy không? Voi liện đưa dự hội, ngựa liện được vua cởi, người liện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Câu này hay đó, chịu đựng mọi phỉ báng, chịu đựng mọi càm ràm cằn nhằn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, sao không thấy ổng cho bông nha, thế nào cũng lên càm ràm với mình rồi, chết chắc rồi. Ôi, có nè, có rồi, có rồi. Nha, con cảm ơn sư nha, con xin trả máy và nhường lại cho quý vị khác. Dạ thưa sư, cho con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 321. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rù hoa tí đàm tô sét thô ma nút xê su dô tí quắc dằng tí tít khá tí. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rù ha tí đàm tô sét thô ma nút xê su dô tí quắc dằng tí tít khá tí. Đằng tăng na dằng tí sa mi tình đằng tăng ra cha phi rù ha tí đàm tô sét thô ma nút xê su dô tí quắc dằng tí tít khá tí. Dạ, con xin hết, xin sư sửa bài và xin nhường mic cho quý vị khác. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Thăng Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 321. Đèn tăng na dành tí sa mi tình đèn tăng ra cha phi rù ha tí đèn tô xét thô ma nút xê su dô tí quắc dằn tí tích kha tí. Đền tăng na dành tí sa mi tình đền tăng ra cha phi rù ha tí đền tô xét thô ma nút xê su dô tí quắc dằn tí tích kha tí. Đền tăng na dành tí sa mi tình đền tăng ra cha phi rù ha tí đền tô xét thô ma nút xê su dô tí quắc dằn tí tích kha tí. Dạ, con đã đọc xong. Con xin nhường mic cho người khác. Con có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Nãy giờ con lặng sâu quá. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng.
Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô cùng các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 321 ạ. Đàn đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô xét tô ma nút xê su dô ti quắc dàn ti tích khắc ti. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô xét tô ma nút xê su dô ti quắc dàn ti tích khắc ti. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính thưa sư, à, con cho con hỏi cái này một chút xíu ạ. Dạ cái âm mà A với cái N, dạ con thấy có khi là đọc là, có người đọc là anh như là đanh tăng, cũng có người đọc là đen, en, en thì hồi nãy sư đã sửa, nhưng con cũng thấy có người đọc là đanh, mà con thì con đọc là đan, và con cũng không, cũng có người đọc đan, cũng có người đọc đanh, nhưng con cũng không thấy sư sửa. Thành ra con không hiểu cái này là do chất giọng mình muốn đọc như thế nào cũng được, hay là nếu mà đúng thì mình đọc là đan hay là đanh nhà thư sư. Dạ con xin sư cho con biết để con sửa đã. Dạ con xin xuống mic ạ. Thân mời Thiện Vũ. Alo, sư Thiện Vũ chào chúc ha. Chị Kim Nhung thắc mắc trên nếu mà có dấu ngã ở trên thì chúng ta đọc là đanh, giống như chữ nhờ ha. Trên n mà có dấu ngã ở trên thì chúng ta đọc giống như chữ nhờ, tức là đanh. Còn chữ này chữ đan, nếu mà đọc chữ này nó cũng có thể nhiều khi chúng ta nghe giống như hai chữ N, hai chữ N nó dính liền nhau. Chúng ta cũng có thể đọc là đan, đan. Để, thì như vậy, thì ở đây chữ đan, chữ đan, chứ không phải là chữ đan, chữ đan có dấu ngã. Còn chữ này chữ đan, chữ đan này nó tương đương với chữ hai chữ N, chúng ta cũng đọc là đan. Rồi bây giờ mời sư Thiện Vũ ha. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu Pháp Cú 321. Đàn tăng na dằng ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi hù ha ti đàn tô xét thô ma nút tê su yô ti quắc yang ti tích kha ti. Đàn tăng na yang ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô xét thô ma nút tê su yô ti quắc yang ti tích kha ti. Đàn tăng na yang ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô xét thô ma nút tê su yô ti quắc dạng tí tích khá tí. Dạ con đã đọc xong, con xin sư sửa cho con ạ. Mến chào sức nhiệm từ dồi dào đạo tràng. Dạ con xin được trả bài câu pháp của kinh số 321. Dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con xin trả bài, con xin phép có người thế con rồi, con lặng tiếp ạ. Con xin phép ngài cho đạo tràng. Dạ cảm ơn, thấy bàn tay cô tu nữ tự duyên Nhật Quỳnh trả hoài, Nhật Quỳnh chạy ngang cô tín tư tự duyên. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru hà ti đàn tô sa thơ manu sê su yô ti quát giang ti tịch khát tích. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru hát ti tàn tơ sát thơ manu sê su dơ ti quát dàn ti tích khát tích. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru hát ti tàn tơ sát thơ manu sê su dơ ti quát dàn ti tích khát tích. Dạ con đã trả bài xong, con có sai ngài chỉ dạy con sửa ra.
Con xin phép đạo tràng, con chừng nào mà ngày rầy thì con chạy lại con sửa. Dạ mời cô tu nữ và gia duyên tha thú bàn tay của Thích Hà. Dạ, sa thú, cảm ơn Thích Nhật Quỳnh. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ con xin đọc câu kinh pháp cú số mất tiêu. Alo, alo, anh Thích Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Thích Nhật Quỳnh. Bây giờ con xin đọc. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô se thô man nô sa se đàn tô se đàn tô se thô man nô se su yo ti quát yang ti ti khát ti đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô se thô Manuze su yo ti quát yang ti ti khati đàn tăng na yàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha ti đàn tô se tô Manuze su yo ti quát yang ti ti khati. Dạ, thấy tín hiệu của dạ, kính mời Thích Hà tiếp tục. Dạ. Nam mô Phật Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Thầy, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng và con xin đọc bài. Đành tăng na dàn ti sa mi tình đành tăng và cha phi ru ha ti đàn tô sa thô manu se su yo ti quát yang ti khít kha ti đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn thàn và cha phi ru ha ti đàn tô sa thô manu se su yo ti quát yang ti khít kha ti đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng và cha phi ru ha ti đàn tô sa thô manu se su yo ti quát dặn thi khít khá tí. Dạ, con xin trao mít cho vị cái tí bạn. Alo, Thích Hà. Hãy chú ý lại chữ cái câu số 2, câu chữ cuối cùng. Thì trong cái câu số 2 này, đoạn âm kéo dài, không được tốt. Chữ há, tí. Hai cái chữ này chúng ta phải đọc nhanh để chạy qua trường âm ha, chứ không có kéo dài chữ há tí ha. Thích Hà chú ý cho đó ha. Đành tăng na dàn ti sa mi tình đành tăng ra cha phi ru ha ti đành tô. Nếu mà hết hơi thì dừng lại chữ tô ha, chứ không nên kéo dài chữ há tí ha. Cố gắng ha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua ý nghĩa của từ vựng ha. Ý nghĩa từ vựng để chúng ta khi nãy giờ đọc cái gì chúng ta phải biết những cái từ đó. Câu đầu tiên, đanh tăng na dàn ti sa mi tình. Câu đầu tiên này có ba từ, chữ đanh tăng là một, na dàn ti là hai, sa mi tình là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ đanh tăng, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính do căn ngữ đâm cộng với tá. Chữ đanh tăng ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quỷ phá tí e cá quá chẳng á. Cho nên ý nghĩa của chữ này có nghĩa là đã được thuần phục, đã được huấn luyện. Chữ đanh tăng, đã được thuần phục,
đã được huấn luyện. Rồi, bây giờ cái từ thứ hai, đây là một động từ số nhiều, na dành tí. Na dành tí do cái căn ngữ ni. À, đây là một động từ số nhiều, có nghĩa là dẫn đến, đưa đến. Dẫn đến, đưa đến. Từ thứ ba, samitin. Samitin do cái từ samiti. Samiti là một danh từ nữ tính, ý karanta ithi linh ga. Và chữ samiti này được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quỷ pháp thị e các quá trình á, cho nên samiti đã biến thành samitin. Samitin có nghĩa là tụ hội văn tộc, tụ hội văn tộc. Và ở đây chúng ta đương học về Nagavaka, tức là phẩm con voi. À, thì nó có liên quan đến cái câu Phật ngôn trước. Đành tầng nó dành tới sấm tình, có nghĩa là người ta đưa voi đã được thuần phục đến nơi tụ hội. À, người ta đưa voi đã được thuần phục đến nơi tụ hội. À, bây giờ đến câu số 2. Đành tăng ra cha phí rù há tí. Đành tăng ra cha phí rù há tí. Câu số 2 chúng ta có hai từ. Đành tăng là một, ra cha phí rù há tí là hai. Chữ đành tăng nó cũng giống như cái câu đầu tiên, có nghĩa là đã được thuần phục, đã được huấn luyện, giống như chữ trên ha. Và chữ thứ hai, ra cha phi rù há tí. Ra cha phi rù há tí. Ở đây chúng ta thấy có hai từ đi liền với nhau, đó là chữ ra cha và chữ á phi rù há tí. Chữ ra cha do cái từ ra cha. Ra cha là một danh từ nam tính, á phran tác phung linh ga. Và chữ ra chá đó được chia theo chủ cách số nhiều. Chủ cách số nhiều tức là Bạch Tha Má và Hu Quá Chá Ná Quỳ Pháp Tí, các vị vua ha. Các vị vua. Rồi Á Phi Rù Há Tí. Á Phi Rù Há Tí, đây là một động từ số ít mà do cái căn ngữ rút, có nghĩa là cởi, là leo lên. Và tiếp đồng ngữ của nó là á phí, tức là bên trên hay là quá. À, vậy thì ở đây cái động từ á phí ru há tí có nghĩa là cởi lên hay là leo lên. Cởi lên hay là leo lên trên lưng của con voi. Ừ. Vậy thì câu số 2 này, đành tăng ra cha á phi rù há tí. Đức vua cởi lên voi đã được huấn luyện. À, đức vua đã cởi lên lưng voi đã được thuần thục, đã được huấn luyện. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu 3, câu 4. Câu số 3. Đành tô sê thô mã nú sê su. Đành tô sê thô mã nú sê su. Chữ đành tô
Đây cũng là một dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được đứng làm chủ từ. Bà thầm má, e cá quá chánh lá quỳ khoát tí, cho nên chữ đanh ta, nó biến thành đanh tô. Đanh tô có nghĩa là người đã được rèn luyện, người đã được huân tập, người đã được rèn luyện, người đã được huân tập. Thì ở đây có ý chỉ, ý muốn nói là những người này đã huấn luyện các con voi, những người huấn luyện voi. Rồi Sethô do từ Setha, nó cũng là một tính từ nam tính ha, nhưng mà ở đây Setha được chia theo chủ từ số ít. Bạch mang e cao quá cho nó bị phát tí, cho nên Setha biến thành Sethô. Sethô là hạng nhất, là cao thượng. Sethô là hạng nhất, là cao thượng. Rồi, chữ Manusesu. Manusesu do cái từ Manusa, nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và ở đây, chữ Manusa này được chia theo định sở cách, được chia theo định sở cách số nhiều, tức là Satami Vipati Bahu Vachana. Cho nên Manusa nó biến thành Manusesu. Manusesu là giữa đám người, hay là giữa cái trong cái số đông người, giữa đám người, giữa phần đông của người. Thì như vậy ở đây cái câu Danto Setho Manusesu tức là người huấn luyện voi ha, hạng nhất trong số những con người. Trong cái đám người đó thì có một người nổi bật về huấn luyện voi ha. Rồi câu cuối cùng ha. Vô tí quắc dần tí tí khả tí, vô tí quắc dần tí tí khả tí. Vô tí quắc dần do hai từ cộng lại, tức là vô. Và á tí quắc dần, chỉ vô do đại từ giá, đó là một đại từ quan hệ nam tính. Và đại từ giá này được chia theo chủ cách số ít. Bạch Tham Án e câu quá chánh áo pháp tí, cho nên đã từ giá này nó biến thành vô. Vô là người nào? Vô là người nào? Rồi A-ti-quắc-dân, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A-ti có nghĩa là rất, cực kỳ. Và chữ quắc-dân này do cái căn ngữ quát có nghĩa là nói. Vậy thì ở đây Ati quốc gia nó được chia theo đối cách số ít. Đu tì gia quyền pháp tí e cá quá trình á, cho nên Ati quốc gia biến thành Ati quốc dân. Ati quốc dân tức là lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa. Vậy thì vô tí quốc dân lời nguyền rủa của người nào? Lời nguyền rủa của người nào? Và câu cuối cùng, tí tích khả tí, cái động từ này
là một động từ số ít, nói lên cái ý nghĩa là chịu đựng, kham nhẫn, chịu đựng, kham nhẫn. Động từ tít khả tí là chịu đựng, kham nhẫn. Rồi, như vậy thì câu số 4 này bổ sung với câu số 3 để cho cái ý nghĩa được trọn vẹn. Chứ riêng từng câu thì chúng ta nghe nó hơi khó nghe tí ha. Đành tô xét thù mất nút xề xú dồ tí quốc dần tí tích cả tí. Người đã được huân tập chịu đựng lời lăng mạ là hạng nhất ở giữa đám người. Vì đây là phóng voi nên mình hiểu ngầm là leo lên voi, mà không cần có từ voi. Từ voi nó nằm trong cái câu 320, bởi vì hai ba câu Phật ngôn nó cùng một duyên sự, mà đây là chúng ta đang học về phóng voi ha. Cho nên ở đây câu số 2 này không có con voi trong đó, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng nó có liên quan đến cái chữ Ahang Nago, cái câu 320 ha. Rồi. Như vậy thì câu số 3, câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa người đã được huân tập chịu đựng lời lăng mạ là hạng nhất ở giữa đám người. Như vậy thì ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn 321 cho chúng ta thấy rằng người ta đưa voi đã được phùng phục đến nơi tụ hội. Đức vua cởi lên voi đã được huân tập. Người đã được huân tập chấp nhận chịu đựng lời lăng mạ là hạng nhất ở giữa đám người. Xin lặp lại ý nghĩa của Phật ngôn 321. Người ta đưa voi đã được thuần phục đến nơi tụ hội. Đức vua cởi lên voi đã được huân tập. Người đã được huân tập chấp nhận chịu đựng lời lăng mạ là hạng nhất ở giữa đám người. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành quân vương? Cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời. Xin lặp lại hả? Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân? Cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã dịch ra lối ngũ ngôn, tức là năm chữ: voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Như vậy, trong câu Phật ngôn 321 về ý nghĩa từ vựng, quý vị có chỗ nào thắc mắc? Alo, có chỗ nào thắc mắc không? Sĩ Kim hả? Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư, con muốn hiểu rõ cái chữ giữa hai cái danh từ văn tập, huân tập, nó khác nhau như thế nào vậy sư? Văn tập hồi nãy sư nói đó, sa mít tinh được văn tập,
Rồi huân tập nó khác nhau như thế nào vậy sư? Chơi tiếng Việt Nam đó sư. Con xin cảm ơn sư ạ. Cái từ văn tập, huân tập là cũng có chữ tập trong đó. Đó là giống nhau ha, giống chữ tập ha. Còn chữ văn là gì? Văn là mây. Rồi văn tập và huân tập. Huân tập là một cái vấn đề mà phải tự mình coi như chế ngự chính mình, gọi là huân tập, kiềm chế thu thúc, rèn luyện để coi như trở nên thuần thục, trở nên tốt, gọi là huân tập. Còn văn tập có nghĩa là tụ hội, mây á, nó tụ hội lại thì người ta gọi là văn tập. Nó nghe nó hay vậy á. Cái từ tụ tập nó hay hơn là chữ văn tập, bởi vì người mình đâu phải là mây, nhưng mà dùng cho nó hay ho một chút thì dùng cái chữ tụ tập rồi thì nó hay hơn là chữ văn tập. Thì như vậy ý nghĩa huân tập là phải tự huấn luyện lấy chính mình, tự do chữ đanh đá nè, tức là cái chữ này là phải tự kềm chế, tự thu thúc, cho nên gọi là huân tập. Huân tập tức là một cái sự tích lũy, lợi hại quá trời ha, một cái sự tích lũy, một cái sự, ví dụ như chúng ta huân tập ba la mật, tức là chúng ta tích tích trữ, coi như là tạo dựng, nghĩa là xây dựng từ 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 từ, khi nào mới tròn đủ ba la mật thì cái đó gọi là huân tập, hay là tích tụ những cái thiền pháp để rồi khi nào chúng ta thành công, tức là chứng đắc. Còn cái trường hợp mà văn tập là coi như tụ hội, tụ hội lại, gọi là văn tập hay là tụ tập cũng được. Rồi miễn sao có chữ tập trong đó thôi nha. Rồi bây giờ xong cái phần coi như ý nghĩa từ vựng, bây giờ chúng ta thư giãn. Hồi nãy đọc dòng kinh, bây giờ qua dòng kệ ha, gì cũng có thời gian và có nó từng giai đoạn, chứ đâu phải như sách kim coi như vừa kinh vừa kệ vô cái nghe nó bị rối đồ hình ha. Hồi nãy dòng kinh thiền, bây giờ qua dòng kệ. Sách kim dung hỏi tại sao có ngựa trong này nữa hả? Có ngựa bởi vì nó liên quan đến câu Phật ngôn 322. 322 nói lên con ngựa sinh thú, một cái loại ngựa coi như là loại ngựa chiến, ngựa nổi tiếng. Thì qua câu Phật ngôn 322 sẽ có cái loại ngựa đó xuất hiện. Cho nên ở đây ba câu Phật ngôn đi liền với nhau, nó mới tới duyên sự. Mặc dù phẩm voi nhưng mà trong đó cũng có ngựa. Mặc dù cái câu này chưa thấy xuất hiện ngựa, nhưng mà câu số 3 sẽ có ngựa xuất hiện. Rồi bây giờ chúng ta đọc dòng kệ ha, cho nó không khí nó thay đổi đi. Trước tiên đọc dòng kinh để chúng ta thấy sự trang nghiêm. Rồi qua cái dòng kệ là một cái dòng để chúng ta thư giãn. Thư giãn trong bài than dữ nha, tức là đọc một cách nhẹ nhàng. Đành tầng na dành ti sa mi tình đành tầng ra cha phi rù ha ti đành tô se thù ma nu se su yô ti quắc dần ti tích kha ti. Đành tầng na dành ti sa mi tình đành tầng ra cha phi rù ha ti đành tô se thù ma nu se su yô ti quắc dần ti tích kha ti. Đó là dòng kinh. Đây là một câu có 8 từ. Chúng ta chia ra làm 2. Đọc với cái tông là 4-4. Nhưng mà đọc một lần 2 câu nha, chứ không phải đọc từng câu rồi nghỉ. Chúng ta cố để đọc một lần 2 câu cho nó hòa nhịp với nhau. Chúng ta đọc trước.
đan tăng na yan ti sa mi tịnh đan tăng ra cha vi ru ha ti đan tô se thô ma nu se su yo ti quốc dân ti tịnh kha ti đan tăng na yan ti sa mi tịnh đan tăng ra cha vi ru ha ti đan tô se thô ma nu se su yo ti quốc dân ti tịnh kha ti đan tăng na yan ti sa mi tịnh đan tăng ra cha vi ru ha ti đánh tô xe thô mà nu xe su vô ti quốc dân ti tinh kha ti voi luyện đưa dự hội ngựa luyện được vua cởi người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo, ai là người xung phong trước? Giọng kệ thì nó dễ hơn giọng kinh à, chúng tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ kệ hay hơn chúng tôi. Alo, nghe nó kệ hay à, xà thủ sĩ hình dung xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khơ. Và một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và kính chào Đạo Tràng. Và con xin phép kể trước tại vì con phải xong rồi con phải đi làm. Và cảm ơn cô Như Quang đã cho biết tín hiệu, đã post bài. Đan tăng na ya yang ti sa mi tình đan tăng ra cha phi ru ha ti đan tăng se to ma nuốt se so se su yo ti quốc dân ti tích kha ti đan tăng na yang ti sa mi tình đan tăng ra cha phi ru ha ti đánh tăng sẽ tố mà nuốt sẽ su vô ti quốc dân ti tích kha ti voi luyện đưa dự hội ngựa luyện được vua cưỡi người luyện bậc thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng dao đâm tiếng lời. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong ạ. Và con xin mời người kế tiếp. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin kể câu pháp cú 321 ạ. Đanh tăng na yang ti sa mi tình đanh tăng ra cha phi ru ha ti đanh tô se thô ma nu se su yo ti quốc dân ti tích kha ti đan tăng na yan ti sa mi tình đan tăng ra cha phi ru ha ti đan to se tho ma nu se su do ti quốc dân ti tích kha ti voi luyện được dự hội. Dạ con xin sám hối. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ con đã kể xong ạ. Con xin kính mời kế tiếp. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Con xin xuống. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức. Con xin kính đảnh lễ Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ câu pháp cú 321 ạ. Đàn tăng na yang ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi ru ha ti, đàn thô se thô ma nu se su yo thi quắc yang ti tích ha ti. Đàn tăng na yang ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi ru ha ti, đàn thô se thô ma nu se su yo thi quắc yang ti tích ha ti. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Minh Châu. Đàn thăng na yang ti sa mi tình, đàn thăng ra cha phi ru ha ti, đàn thô se thô ma nu se su yo ti quắc yang ti tích ha ti. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm, tiếng lười. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin mời vị tiếp theo. Dạ, sa thú Thiện Vũ. Dạ, một lần nữa kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ, bây giờ con xin kể câu pháp cú số 321. Dạ, cảm ơn Như Quang. Đàn tăng na yang ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi ru ha ti, đàn tô xe tô man rút xe tô vô ti quắc văn ti tích khá ti, đàn tăng ra văn ti xa mi tình, đàn tăng ra cha, đàn tăng ra cha phi ru ha ti, đàn tô xe tô man rút xe su vô ti quắc văn ti tích khá ti. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện đưa vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Đàn tăng na yang ti sa mi tình, đàn tăng ra cha phi ru ha ti, đàn tô se tô man rút se su yo ti quắc văn ti tích kha ti. Ngựa voi đã luyện đã thành, voi nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và đã thấy tín hiệu của xích niệm từ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý bảo quý cô tu nữ, con kính lễ cô Tuệ Duyên, và dạ, con kính chào đạo tràng. Và dạ, cảm ơn đạo tràng cho niệm từ biết tín hiệu có âm thanh rõ. Và dạ, con xin kể câu pháp cú 321 ạ.
đánh tăng na dân ti sa mi tin đánh tăng ra cha phi ru ha ti đánh tô sen tô ma nu se su yo ti quắc dân ti tinh kha ti đánh tăng na dân ti sa mi tin đành tăng ra cha phi ru ha ti đành tô sen tô manu se su yo ti quắc chân ti tinh ca ti voi luyện đưa dự hội ngựa luyện được vua cởi người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng đó là bản chuyển ngữ của hòa thượng Thích Minh Châu. Đánh tăng gia đánh tăng na văn ti sa mi tin đánh tăng ra cha phi ru ha ti đánh tô sen tô manu se su yo ti quắc văn ti tinh kha ti ngựa voi đã luyện đã thành con nào thuần nhất để giành vương quân cao thượng nhất giữa nhân quần chịu đựng phỉ báng dao đâm tiếng lời đó là bản chuyển ngữ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính mời sư Thanh Tâm lên. À Nhật Quỳnh, sư Nhật Quỳnh đưa thầy. Dạ mời sư Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thủ kính cảm ơn sư niệm từ. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu kiếm anh Thiện Vũ. Nam mô Bích Thai giá con thành kính lãnh lễ thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và kính bạch thượng tọa Thanh Tâm. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh của con và sư có thể cầm mic được, sư cho con xin một tín hiệu ạ. À, lâu lâu sư mới vào đạo tràng, sư có nghe được âm thanh con không? Chứ cho con một tín hiệu, con cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm. Dạ con kia ân sư, con thấy sư vào rung con mừng quá nên con cầm mic con thỉnh sư. Dạ sư không cầm mic được. Dạ con kia ân sư. Dạ con Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ vị nào còn chưa có cầm mic để kể thì kính mời đạo tràng nha. Nhật Quỳnh đang cầm mic, Nhật Quỳnh xin kể trước ạ. Vị nào chưa kể thì kính mời bàn tay. Dạ con xin đọc và kể câu Phật Quốc Kinh số 321. Cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Có Như Quang, Nhật Quỳnh yên tâm lặng. Cảm ơn Như Quang. Đàn tăng na dàn ti sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru hạt trị đàn tơ sát thơ manu se su yo ti quách giang ti tích khát tí do luyện đưa dự hội ngựa luyện đưa được vua cởi người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Đành tăng na danh thì sa mi tinh đành tăng ra cha thì ru ha ti đành tổ sách thô mà nua sê su dỗ ti quách văn thì tịch kha ti đành tăng na danh thì sa mi tinh đành tăng ra cha thì ru ha ti đành tổ sách thô mà nua sê su dỗ ti quách văn thì tịch kha ti ngựa voi đã luyện đã thành con nào thượng nhất để giành vương quân cao thượng nhất giữa nhân quần chịu đựng phỉ báng dao đâm tiếng lời. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy Lửa Hạ nè cười tươi lắm nè. Nhật Quỳnh mời bàn tay Lửa Hạ nha. Dạ mời Lửa Hạ cầm mic đi. Dạ không biết nãy giờ quý huynh đã vị nào đưa bàn tay của mình lên kệ chưa? Dạ nếu chưa thì Nhật Quỳnh kính mời quý huynh và kính mời đạo tràng ạ. Cười tươi lắm Lửa Hạ ơi, đưa bàn tay lên đọc đi.
đọc cũng được, kệ cũng được mà, đưa bàn tay lên. Lửa hạ ơi, lửa hạ thì nóng phải không? Mùa hạ đã nóng rồi còn lửa nó còn nóng nữa thì phải làm cho đạo tràng nóng lên chứ. Ngồi cười hoài sao có được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, còn vị nào chưa đọc không? Xích Duyên nè. Dạ, còn vị nào nữa không quý vị? Nhược Quỳnh nãy giờ Nhược. Dạ, sao mình đọc là đọc chưa là sao? Dạ, đọc Chúa Trời hả? Dạ, còn vị nào chưa đưa bàn tay? Nhược Quỳnh kính mời à. Hà ơi, Hà kệ chưa Hà? Ồ, kính lễ cô tu phụ nữ Phúc Hạnh. À, vừa vào đạo tràng, dạ Nhược Quỳnh không thấy cô nghe. Nhược Quỳnh xin lỗi cô. Dạ, na dạ. Dạ rồi, bạch ngài. Mít ế rồi, ngài ơi. Con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng. Con thấy có thượng tọa thanh tâm nên con xuất hiện. Mà con thỉnh mà thượng tọa không có lên. Dạ, bây giờ thì cũng còn được mười mấy phút nữa. Con cung thỉnh ngài ạ. À. Con thung... tôn thỉnh ngài trở lại đạo tràng. Ồ, chị mắt ta chị đọc đó. Quỳnh Giang Nhất Hà, Hà kể chưa? Chồng kể hay như vậy mà cứ giấu nghề hoài. Chị mắt ta hôm nay chị mắt ta bận lắm, chắc lúc nãy là cầm mít là cũng ráng dữ lắm rồi. Dạ. Hôm nay không có ở trước máy, có là chị đã đưa tay rồi. Dạ, xá thú, con kính dân mít để Đức Pháp Tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chí Tôn Đức Tăng đang diện trong đạo tràng và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. À, nãy giờ chúng tôi ở bên ngoài, tôi đi vòng vòng để xem cái công trình xây dựng, mình ra không có ngồi trước máy. Không biết là quý vị còn có những vị nào chưa đọc hay không thì không biết. Nhưng mà chắc là chúng tôi chưa có, thì chỉ còn chắc có lẽ là còn mình chúng tôi chưa đọc. bây giờ thì chúng tôi xin được phép đọc câu Pháp Cú số 321. Đàn tăng na dàn tế sa mi tình đàn tăng ra cha phi rô ha tí đàn tô xích thổ ma nô xê sư dô tí quát dàn tí tức khá tí. Đàn tăng na dàn tế sa mi tình đàn tăng ra cha phi rô ha tí đàn tô xích thổ ma nô xê sư dô tí quát dàn tí tức khá tí. Đàn tăng na dàn tế sa mi tình đàn tăng ra cha phi rô ha tí đàn tô xích thổ manusse sư vô tí vác dần tí tích khách tí. Voi liện đưa dự hội, người liện được vua cưỡi, người liện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Và bản dịch của người hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin đọc lên rồi. Đàn tăng na dàn tế sa mi tiền đàn tăng ra cha phi rô ha tí đàn tô xít thổ manusse sư vô vô lộng đọc lộng. Đàn tăng na dàn tế sa mi tiền đàn tăng ra cha phi rô ha tí đàn tô xít thổ manusse sư vô tí vác dàn tí tích khách tí. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thần nhất để giành vương quân cao thượng nhất giữa nhân vườn, chịu đựng phỉ báng, giao đâm tiếng lời. Và bản dịch của người hòa thượng Dê Đức. Và bây giờ chúng con đã đọc xong thì không biết là còn vị nào hay không, thì nếu không còn vị nào thì chúng con xin cung thỉnh ngài Chí Đức. Như là còn quý vị nào thì chúng ta hãy giơ bàn tay để tiếp tục đọc câu Pháp Cú số 321. Dạ. Bây giờ không biết còn người nào chưa nghe kể dạ. Bây giờ không biết còn, dạ chắc con cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại với đạo tràng ạ. Dạ rồi, bây giờ xong rồi, bây giờ cầm mít rồi, bây giờ dính luôn rồi. Chích Như Quỳnh không biết nãy có tha keo.
Như từ vừa nãy cũng biết có tha keo không, mà giờ lên cầm bây giờ nó dính luôn rồi. Giờ thỉnh ngày ngày cũng ngày không có chiếc đạo tràng nữa. Giờ mời chiếc Nhật Quỳnh lên cầm mic trở lại đi. Ở kìa có cô tu nữ Tại Duyên, giờ mời cô tu nữ Tại Duyên. Có cô vậy thôi, mà giờ gửi mic lại cho chiếc Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, sa thú mà chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Đức Pháp Trang. Nhất là con kêu cứu là sư cứu à, nên con phải đỡ mít thôi. Dạ cảm ơn thiền vụ cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và cảm ơn Như Quang cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con cứu thôi, tại vì hôm nay là ngài không có giảng duyên sự nên là ngài lặng vậy đó nghe đại đức ơi. Dạ, ngài đặng vậy đó, chứ mà có giảng duyên sự là ngài đã xuất hiện rồi. Không có giảng duyên sự thành ra ngài để ngâm cho đạo tràng và chờ đợi mỏi mòn rồi ngài mới chịu xuất hiện. Dạ, con cũng thỉnh sư đi nhung sáng ạ. Vì là tốt lắm rồi, con tri ân sư đã cứu con được rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, và dạ, bây giờ thì còn có 14 phút thôi bạch ngài. Ngài xuất hiện đi để con thả mít chứ mấy con dục bể ráng chịu ngàn, ngày mai không có mít sinh hoạt ráng chịu ngàn. Nam Mô Bụt Thầy. Giá bạch ngài, ngài mà không lại đỡ mít là con dục luôn đó, con quăng cái râm một cái là nó bể liền, ngày mai khỏi có mít sinh hoạt. Dạ rồi Kim ơi, hôm ngày cũng chẳng có giúp chích nữa Kim Nhung. Dạ. Vậy đó, hầm vậy đó, ngài mới sợ là, chứ mà ngài còn chưa sợ nữa, tại vì chưa tới giờ. Dạ. Cô nay khỏe chưa cô? Nghe cô chuẩn bị. Rồi con thành kính dâng mít đến ngài ạ. Alo, 123, 123. Cái gì mà hù quá trời quá đất vậy này ha? À, sợ bể mic rồi không có sinh hoạt thôi phải chạy vô cho rồi. Đang có khách quý vị quan hỷ, chúng tôi cũng chuẩn bị đi, cho nên thông cảm đi ha. Rồi sao mà thấy phù mỏ rồi. Alo, 123 123, câu Phật ngôn này hay mà sao mà kỳ cục vậy. Một cái sự ví dụ ha, giữa con voi, con ngựa và con người. Thì bây giờ chúng ta nói chuyện con người đi ha. Chứ bây giờ mình so sánh với con voi, với con ngựa thì thấy mình nghe hàng thì cũng được. Người luyện bậc tối thượng. Bây giờ người luyện là như thế nào? Danto setho manussesu. Cái câu này là cái câu mà chúng ta sống trong cuộc sống này phải có một cái gì nổi bật hơn người ta. Phải có một cái gì mà mình phải coi như là tối thượng, chứ không phải là mình sống như bao nhiêu người khác. Ai sao tôi dạy ai làm bậy tôi cũng làm theo. Thì như vậy cái người đó không phải là người luyện, mà người này phải rèn luyện chính mình, phải tối luyện. Alo, cái gì đây rồi? Nó hiện lên cái virus. Bà con còn nghe không? Nếu còn nghe thì tốt, còn nếu không nghe thì tắt đèn. Ồ, còn nghe ha, rồi sao thủ. Như vậy thì người luyện là như thế nào? Tức là chúng ta phải thu thúc lục. Khi thu lục căn, chúng ta gặp những cái đối tượng, ví dụ người nóng tính, người giả dối, rồi người hay giận, người gặp người tạo cho chúng ta những cái trái nghịch lòng, người đem đến cho ta những sự cay đắng, người đem đến cho ta sự đau khổ, thì chúng ta phải tu luyện như thế nào? Ở đây người tối thượng là người, nếu gặp người nóng tính hãy nhẹ nhàng nhìn thôi, không cần phải lắng tránh, chưa hỏi đừng hé môi. Đó là đối với người nóng tính ha. Còn đối với người giả dối, nếu gặp người giả dối
hãy nhẹ nhàng chia tay, lặng lẽ không cần nói, ngọt ngào đừng mê say. Đó là đối với cái đối tượng giả dối. Còn gặp người hay giận, nếu gặp người hay giận, hãy nhẹ nhàng mỉm cười, giao tiếp luôn cẩn thận để người được vui tươi. Và gặp những cái điều trái ý nghịch lòng, nếu gặp những điều trái ý, hãy nhẹ nhàng tìm ra nguyên nhân của sự lý, đừng vội trách người ta. Và nếu gặp điều cay đắng, hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đời bạc trắng, tất cả có nguyên nhân. Nếu gặp điều đau khổ, hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùn bước tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Và nếu được như vậy thì chúng ta sẽ tương đối, chứ không dám nói rằng bậc tối thượng giữa loài người. Và được như vậy thì cũng đã quá tốt rồi ha. Rồi chúng ta, quý vị sinh hoạt tiếp, chúng tôi chuẩn bị đi, xin nhường lại cho chị Nhật Quỳnh. Nếu mà không lên cầm mic thì mic đã bể rồi, quý vị thông cảm ha. Rồi mời chị Nhật Quỳnh tiếp tục. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân Ngài đã đỡ mic giùm cho con. Chứ con quýu quá rồi, con cũng dám quăng thiệt luôn đó. Dạ, con tri ân Ngài cho những câu thơ rất là hay, ví dụ về con người. Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Nhất Hà nè, nghe mấy câu thơ này xa thú lắm. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Giang Nhất Hà đưa bàn tay mình lên cho ý nghĩa câu nào mà Quỳnh thấy là tâm đắc, hoặc là thì Quỳnh cho đi, tại vì còn tới 8 phút nữa. Nếu mà đóng rung sớm, ngày mai Nhật Quỳnh bị ăn cháo lương đó. Nên là mời Quỳnh Giang Nhất Hà nghe. Nghe Nhật Quỳnh không? Đưa bàn tay của mình lên đi. Trong mấy cái câu thơ này, Quỳnh Nhất Hà tâm đắc nhất. Mời Quỳnh thính pháp mà. Rồi, bán cái qua, bán cái lại, hồi ra là hết giờ. Và theo như lời Quỳnh Giang Nhất Hà, mời Quỳnh thính pháp. Quỳnh thính pháp đâu rồi? Đưa bàn tay lên đi. Nãy giờ Quỳnh không có đọc, không có gì hết phải không? Giờ góp ý đi. Chứ trong dung này giống như Ngài nói mà. Nhất Nam thì gì đó. Sao cô Tự Duyên? Cô Tự Duyên đâu rồi? Một thùng nho của cô đâu rồi? Cô Tự Duyên. Rồi mời cô Tự Duyên nha. Dạ, sa thú chết Nhật Quỳnh. Trời, cái gì mà một thùng nho dữ vậy Nhật Quỳnh. Nhất nam nhất hữu, còn thập nữ nhất vô. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ, con kính lễ sư Thanh Tâm. Dạ, hồi nãy giờ con không có nghe âm thanh của sư, con rất là nhớ âm thanh của sư. Đã thấy tín hiệu của thính pháp. Dạ, kính mời thính pháp ạ. Quỳnh thính pháp nghe, thấy Quỳnh Giang
Giang Nhất Hà kêu kệ luôn, sợ quá trốn mất tiêu luôn rồi. Mặt đền huynh Giang Nhất Hà đó. Rồi mời huynh Giang Hà cầm mic nha, ai biểu. Dạ. Dạ con xin đảnh lễ quý sư, con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ thôi chưa, con xin còn mấy phút con đọc xong rồi con đọc lại cái bài này. Dạ. Đành tăng na dần ti sa mi tin đành tăng ra cha phi ru ha ti đành tô set thô manusse su yo ti quắc dần ti tích kha ti. Đành tăng na dần ti sa mi tin đành tăng ra cha phi ru ha ti đan to set tho manu se su yo ti wak yang ti ting kha ti đan tang na yang ti sa mi tin đan tang ra cha phi ru ha ti đan to set tho manu se su yo ti wak yang ti ti kha ti. Dạ, voi luyện đưa dự hội, người luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngựa voi đã luyện, đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con mời huynh thính pháp lên lại ạ. À. Dạ cảm ơn. Sa thú lành thay. Dạ, nghe rất là rõ. Và những phút cuối, thật là câu kinh pháp cú này nói y như là thật. Đúng không Nhật Quỳnh? Nhất nam nhất hữu. Thật ra là thật như vậy. Hồi nãy thấy Kim Nhung đưa cái câu lên ngài đọc qua mà Kim Nhung nhớ, nhưng mà rất là hay khi mà câu Phật ngôn này nói lên những cái ý nghĩa như vậy. Thời gian bây giờ chỉ còn có vài phút nữa. Thì thôi để tự nhiên cũng kệ lại thôi, chứ bây giờ nói gì. Giờ nói thì còn có mấy phút, nói cũng không có hết ý. Thì để tự nhiên kệ lại. Giống như là voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Thì cũng như ngài Ký Đức nói là bây giờ ngựa với voi thì mình để qua một bên, còn bây giờ người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng, rất hay. Nhưng mà chỉ còn có vài phút nữa thôi, thì bây giờ tự nhiên xin kệ rồi xong kính thỉnh ngài trở lại trước máy. Dạ ông, con quên, con xin sám hối, không biết là thượng tọa Thanh Tâm còn ở trước máy không ạ? À? Con kính thỉnh sư đọc bài, vì lâu lắm rồi con cũng không nghe được âm thanh của sư. Và con có thể cũng thỉnh đưa đọc bài được không ạ? À? Sư cho con xin một tín hiệu. Còn nếu không thì con xin kệ một lần, và con một lần để mà tới giờ. Cũng hết giờ rồi. Và không thấy tín hiệu. Dạ bây giờ tự nhiên xin kể xong rồi gửi mic lại cho Nhật Quỳnh nha. Đàn tăng giác dạ.
đàn tăng na văn tì sa mi tình đàn tăng ra cha phi ru ha thi đàn tô sê tô man hu sê su yo ti quốc văn tì tịch kha thi. Dạ, rồi bây giờ tự nhiên đã kể xong và cũng hết giờ. Kính mời Nhật Quỳnh trở lại trước máy. Dạ, mong tất cả kính chúc quý ngài một đêm an lạc, một ngày an lạc. Dạ, bây giờ kính gửi mic lại Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã nghe rõ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, tròn 30 giây, máy còn có vấn đề rồi. Rồi, xong. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhất Hà. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại. Dạ, kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang, thượng tọa Thanh Tâm, chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được học bài hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên đọc và kể kinh và giúp cho đạo tràng được rất là sôi nổi mà lại rất là yên bình. Rất là trái ngược nhau nhưng mà nó thật sự là như vậy. Dạ không, con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Dạ, ngài trí đức thì rời rung rồi. Dạ, kính cảm ơn quý cô tu nữ và kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để mình hồi hướng phước mà hôm nay mình đã tạo được. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được cho học buổi học ngày hôm nay, thành kính dân đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Kỳ Viên, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm duyên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sánh lạc đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng nguyên nhân niết bàn sắc bát cha giờ hồ tu. Ý đăng nguyên nhân niết bàn sắc bát cha giờ hồ tu. Ý đăng nguyên nhân niết bàn sắc bát cha giờ hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan tâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài trí đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu hãy từ bi thị xã cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu hãy học đã hỗ trợ
cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bái tam bảo của chư tăng Tích Lan. Sau đó chúng con xin phép được khép cửa rừng. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Namo Sambuddhasa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Vandami Cittiyam Sabbam Sambuddhasa.